Kiến thức là vô cùng quan trọng và một điều tuyệt nhiên luôn đúng là nếu thành công, bạn cần có một nền tảng kiến thức vững chắc. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng kiến thức là tất cả những gì để đảm bảo được thành công. Một điều rất quan trọng mà bạn luôn phải nhớ đó là trau dồi những kỹ năng. Dưới đây là 10 kỹ năng cao cấp giúp bạn trở thành người giỏi nhất trong mọi lĩnh vực và ngành nghề. Kỹ năng thứ nhất, kỹ năng đọc nhanh. Trước hết là kỹ năng đọc nhanh. Trong một thế giới có quá nhiều kiến thức như hiện nay, để học được hết chúng, bạn cần phải có một kỹ năng đọc đủ nhanh và hiệu quả. Hai, trình bày rõ ràng những gì bạn nghĩ để ai cũng có thể thấu hiểu. Việc học cách nói thành lời những gì mình nghĩ là điều cực kỳ quan trọng. Nó giúp duy trì một mối quan hệ, tạo ấn tượng với người đối diện và còn là cơ hội để bạn khám phá suy nghĩ của người khác về ý tưởng của mình. Thứ ba, đó là giữ uy tín. Bạn có thể trắng tay, không thông minh, ngốc nghếch và không có một vẻ ngoài hấp dẫn nhưng vẫn đạt được những thành công nếu bạn có khả năng khiến người khác thật sự muốn giúp đỡ mình. Người có uy tín rất dễ nhận diện, họ là mẫu người mà bạn không thể nào không yêu thích. Họ khiến người khác có cảm giác tốt về họ, luôn hiện diện từng giây từng phút trong các cuộc trò chuyện và có một khả năng làm người ta tín nhiệm một cách kỳ lạ. Thứ tư, nghiêm khắc với bản thân, hãy biết kỷ luật và tự giác. Với tinh thần kỷ luật và tự giác, sự kiên trì của bạn có thể đạt được bất kỳ kỹ năng nào. Chúng ta luôn phải tuân thủ những kỹ năng kỷ luật quanh năm. Điều duy nhất làm chúng ta ngừng tuân thủ chính là bản thân của chúng ta. Luôn có một giọng nói từ bên trong ngăn không cho chúng ta dậy sớm hoặc gặp gỡ những người mới. Nếu chúng ta có một tinh thần kỷ luật tự giác đúng đắn, chúng ta có thể ngăn chặn giọng nói này và sống một cuộc sống được định nghĩa bởi các quy tắc của riêng mình. Thứ năm, nghĩ khác biệt. Hãy làm một điều gì đó tốt hơn bất kỳ ai trên thế giới, cho dù điều này có nhỏ nhặt như thế nào đi nữa. Làm được điều mà 1 triệu người khác có thể làm, có thể là việc quan trọng, nhưng họ sẽ không có giá trị bằng một kỹ năng đặc biệt. 6. Dám nhìn thẳng vào sự thật. Làm chủ được kỹ năng này giúp cho tâm hồn thư thái, không dễ cởi bỏ những mối lo không đáng có, nhưng nó sẽ tạo ra cơ hội cho một người trong mối quan hệ với người khác vì họ không có những định kiến. Hãy đối diện vấn đề và trao đổi về vấn đề và giải quyết nó. Thứ bảy, không gây xung đột cá nhân. Bất kỳ khi nào chúng ta tranh cãi gay gắt với ai đó, chúng ta thường lắng nghe với mục đích đáp lời hơn là thực sự hiểu quan điểm của đối phương. Chúng ta cố gắng phản bác rằng bằng cách đưa ra những dữ liệu quan trọng của quá khứ và để che mờ đi khả năng phán xét của mình. Hãy đáp trả lời nói của đối phương chứ không phải hành động của anh ta. 8. Biết cảm thông và chia sẻ. Tất cả chúng ta đều có con quỷ tồn tại trong tâm hồn, có thể nhận ra rằng tất cả những ai đang đấu tranh chống lại con quỷ đó đều có một kỹ năng đáng khâm phục. Suy nghĩ này tạo ra sự đồng cảm, mở đường cho các mối quan hệ bạn bè, quan hệ hỗ trợ và sự năng động vun đắp cho các mối quan hệ xã hội bền vững. 9. Biến trở ngại thành cơ hội. Chúng ta gặp trở ngại ở khắp nơi, những kẻ yếu đuối bị nghiền nát, kẻ mạnh tồn tại, còn những người vĩ đại biến trở ngại thành cơ hội. Điều quan trọng không phải là bản chất trở ngại là gì, mà là thái độ của chúng ta nhìn nhận nó như thế nào, chúng ta phản ứng lại như thế nào và chúng ta giữ vững niềm tin của mình như thế nào. 10. Biết đánh cắp từ những người xuất sắc. Điều này, điều khác biệt của những thành công là họ biết có một bí quyết, đó là đứng trên vai người khổng lồ, hay là biết cách học hỏi từ những người thành công, những người xuất sắc. Kỹ năng thứ 10 là kỹ năng tối quan trọng của những người biết muốn nhắc tới, chính là biết đánh cắp từ những người xuất sắc. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải học cách đánh cắp hoặc là mô phỏng một quá trình đi sâu tìm hiểu và hình dung ra những chuyên gia làm. Nếu bạn muốn thành công trong lĩnh vực trong cuộc sống, hãy tìm người một xuất sắc và dính chặt lấy họ. Có một người bạn đã từng nói với Thiện một câu nói rất là hay, đó chính là những con đường những người thành công đã đi sẵn rồi và chúng ta chỉ việc đi lại con đường của chính họ. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành, hy vọng chúng ta sẽ đúc kết được những bài học từ 10 cái nguyên tắc trên. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt tất cả mọi người.